cởi bỏ áo quần kiếm like gây sốc. Nhiều bạn trẻ thoải mái cởi áo, cởi quần qua công nghệ chia sẻ trực tiếp của nhiều ứng dụng trên mạng. Tại sao lại xem việc phơi bày cơ thể như một thú vui và mải miết với nó, bất chấp hậu quả? Lướt trên một số ứng dụng không khó để bắt gặp những hình ảnh gợi cảm, khoe ngực, khoe mông, khoe chỗ kín và những lời mời gọi. Phần bình luận thì chẳng khá gì hơn, toàn những lời tục tĩu, khiêu dâm. Khoe thân thể trên mạng để làm gì? Trả lời câu hỏi này, thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa cho rằng nhiều bạn trẻ ngày nay đề cao quyền tự do cá nhân và có suy nghĩ rằng những gì thuộc về mình thì mình có quyền phô bày và đăng tải ở bất kỳ nơi nào mình thích. Nhiều bạn lại có tâm lý bắt chước thấy người khác làm thì cũng làm theo để không bị xem là lỗi thời, đơ nhịp với cuộc sống hiện tại. Theo tiến sĩ chuyên gia tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy, khoe chính là nhu cầu muốn chứng tỏ bản thân, thể hiện với xã hội rằng tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn. Một nguyên nhân sâu xa hơn là do những bức bối, chán nản, thiếu hụt phương hướng, niềm tin và lý tưởng sống của những bạn trẻ này. Người lớn cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của giới trẻ. Chúng ta đang thiếu những sân chơi lành mạnh để giới trẻ thể hiện mình. Nhiều bạn trẻ hiện nay đang có lỗ hổng về tâm lý, nên thường dẫn đến những hiện tượng thể hiện lật lạc, tiến sĩ Phạm Thị Thúy nói. Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đa số những bạn trẻ khoe thân đều có mục đích của mình, có thể để câu like hay thậm chí là mại dâm. Có một số trường hợp khoe thân một cách vô thức thì rõ ràng là những bạn trẻ này có ý thức chưa đầy đủ về giá trị bản thân, chạy theo hào nhoáng của thế giới ảo và thiếu đi sự định hướng từ xã hội và gia đình. Đừng tưởng vô hại. Theo ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc đào tạo an ninh mạng Athena, TP.HCM, ứng dụng BigoLive có chức năng xóa ngay đoạn video sau khi đã trực tuyến. Tuy nhiên, người sử dụng đặc biệt là các bạn trẻ không nên cho rằng như vậy là an toàn, là không ai tìm thấy những hình ảnh khoe thân của mình, vì nếu muốn, những người xem trực tuyến có thể ghi, quay, chụp hình lại màn hình, đưa những hình ảnh đoạn phim đó lên những trang web khiêu dâm, thậm chí sử dụng để khống chế tống tiền. Thực tế đã có rất nhiều đoạn trực tuyến khoe hàng của bạn trẻ trên BigoLive bị người xem lợi dụng quay lại và tung lên YouTube với những bình luận khiếm nhẽ. Thậm chí còn có những bình luận đánh đồng những người khoe thân này là gái bán dâm đang tìm khách. Không những chính nhân vật trong đoạn phim sẽ bị ảnh hưởng mà cộng đồng xung quanh họ, có thể là cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đã có trường hợp bạn trẻ tự tử khi những hình ảnh khoe thân của mình bị công bố trên mạng. Đây là việc làm đầy rủi ro và nguy hiểm, ông Võ Đỗ Thắng cảnh báo. Theo ông Võ Đỗ Thắng, trực tiếp live stream là một công nghệ rất tiên tiến, có thể giúp ích bổ trợ rất nhiều cho cuộc sống và công việc hiện đại. Ví dụ như những người đang ở xa, đang đi công tác nước ngoài cũng có thể tham gia những cuộc họp của công ty thông qua công nghệ live stream, hoặc các thành viên trong gia đình ở xa vẫn có thể liên lạc trực tuyến với nhau. Có thể nói nhờ những công nghệ như thế này mà khoảng cách địa lý thu hẹp, con người xích lại gần nhau hơn. Vấn đề nằm ở chỗ người sử dụng công nghệ này như thế nào để nó phát huy tối đa tác dụng chứ không phải là mối đe dọa tiềm tàng, ông Võ Đỗ Thắng nói. Giới trẻ ngày càng ảo. Theo nhiều bạn đọc, mạng Internet, mạng xã hội là một trong những phương tiện hiện đại hữu ích. Chỉ cần dành 15 phút cho mạng xã hội là đã biết những thông tin thời sự trong ngày cũng như về cuộc sống những người xung quanh mình đang quan tâm. Tuy nhiên, nếu cứ 15 phút rồi nửa tiếng rồi một tiếng, dần dần là nhiều tiếng đồng hồ bỏ ra như vậy, mạng xã hội trở nên một thói quen, một cơn nghiện của các bạn trẻ. Cuộc sống của các bạn trẻ bây giờ ảo đi quá nhiều, các bạn ngồi cà phê với nhau nhưng lại không nói chuyện với nhau mà chỉ chúi mũi vào điện thoại. Dần dần các bạn sẽ mất điểm tựa ở cuộc sống thật và cố đuổi theo những giá trị hào nhoáng, bạn đọc Nguyễn Hồng Phúc nói. Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, đây là vấn đề thuộc về nhận thức của các bạn trẻ và trách nhiệm uốn nắn định hướng thuộc về tất cả mọi người. Chúng ta nên kêu gọi sự chung tay của cả xã hội để định hướng lại hiện trạng này, để mạng xã hội thật sự là phương tiện hữu ích phục vụ cho cuộc sống hiện đại, chứ không phải là nơi dung dưỡng cho những hành động lệch lạc của một bộ phận người dùng hiện nay, ông Nguyễn Hồng Phúc nói. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.